Xin chào các bạn. Như các bạn đã thấy thì trên tay tôi là một chiếc monopod, một chiếc gậy tự sướng làm mưa làm gió thời gian qua, và hôm nay tôi sẽ so sánh nó với một chiếc gậy tự sướng. Nó dành cho cả máy ảnh DSLR và dòng compact, chiếc Zhutong 188. Vậy thì chiếc Zhutong 188 này có gì khác với chiếc monopod? Điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy là về hình thức, là có các, nó gồm có các chốt mở đây, rất nhẹ nhàng, và chiều dài của nó lên tới 1m2, dài hơn chiếc gậy monopod tới 20cm. Và chiếc gậy này có sức nâng đến 2kg, có nghĩa là nó có thể chịu đựng được một vật nặng tới 2kg, hơn rất nhiều so với chiếc monopod này. Chiếc này thì chỉ nâng được trọng lượng là 500g, có nghĩa là 0,5kg. Về phần gá kẹp thì hai cái này cũng không có sự khác biệt nhiều, nó cũng kẹp được các loại màn hình điện thoại Android thông minh từ 3,5 đến 5,7 inch, có nghĩa là tương đương với các Note 3, Note 4. Về phía tay cầm thì chiếc Zhutong 188 này có thiết kế vừa tay hơn, giúp các bạn cầm vững chắc. Ngoài việc kèm những chiếc điện thoại thông thường thì chúng ta đã thấy rồi, thì hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy chiếc Zhutong 188 này làm được những gì. Một chiếc máy ảnh compact, khá là nhẹ nhàng. Ngoài ra thì với dòng DSLR thì các bạn có thể cho lên, như lúc đầu tôi đã giới thiệu, thì nó có thể chịu được trọng tải lên tới 2kg. Thì với những dòng DSLR như Canon 2 số, 3 số, dòng máy mà có vỏ nhựa nhiều thì với chiếc gậy vẫn là điều bên dạng. Đây, các bạn có thể thấy cao hơn. Trên đây là một số đặc điểm nổi bật của chiếc Zhutong 188. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn vui lòng truy cập trang web icamera.vn hoặc gọi điện tới hotline của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn.